Vào lúc 7:30 sáng ngày mai, Manchester United sẽ đối đầu với Real Madrid trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải. Cả hai đội đều đang có những sự chuẩn bị đầy tích cực cho năm mới. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bắt đầu pre-season khá muộn khi trận đấu giao hữu đầu tiên của họ với AC Milan mới chỉ diễn ra cách đây 2 ngày. Họ kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2 theo phong cách ngược dòng quen thuộc, mặc cho vẫn còn đó những vấn đề tồn đọng nhưng rõ ràng đây mới chỉ là giai đoạn khởi động và Ancelotti đương nhiên là người hiểu rõ nhất những điều ông cần phải làm cho đội bóng của mình. Với Manchester United, họ vừa tự mình chấm dứt chuỗi 3 trận khởi động toàn thắng khi nhận kết quả 1-3 trước đối thủ ít tiền tuổi Wrexham. Nhưng khi nhìn vào đội hình ra sân của Quỷ Đỏ trong trận đấu sáng nay, ta đều hiểu cho thất bại này của họ. Trước đó, Manchester United đã lần lượt vượt qua Leeds United, Lyon và đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-0 trước Arsenal. Nhiều người cho rằng Ten Hag đã cố tình giấu bài cũng như giữ chân các cầu thủ quan trọng của đội để chuẩn bị cho màn đối đầu với Real ngày mai. Trận đấu tới đây là bài test chất lượng tiếp theo của thầy trò Carlo Ancelotti. Trong khi đó, với Manchester United cùng Ten Hag, Real chính là thử nghiệm mang nhiều ý nghĩa quan trọng với họ. Và chẳng gì tuyệt vời hơn việc chuẩn bị cho sự trở lại UEFA Champions League bằng việc đối đầu luôn với nhà vua của giải đấu. Về tình hình lực lượng, sự vắng mặt duy nhất bên phía Real là trường hợp của tiền vệ trung tâm Dani Ceballos. Cầu thủ người Tây Ban Nha như dự kiến sẽ phải ngồi ngoài cho tới tháng 9 vì chấn thương anh đã gặp phải một buổi tập cuối tuần trước. Ngoài ra, Ancelotti nhiều khả năng cũng sẽ không sử dụng Samir Adeyemi cho trận đấu tới đây khi cầu thủ sinh năm 2005 chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, đồng thời vẫn tồn tại những dấu hiệu của việc căng cơ. Với những quân bài tốt nhất, Ancelotti nhiều khả năng vẫn sẽ vận hành sơ đồ 4-4-2 kim cương. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Alaba và Luka Modric đều đã đang được đăng ký dự bị ở trận đấu thứ hai vừa rồi. Trong đó Courtois đã không thi đấu cả trận. Bốn cái tên còn lại đã được Ancelotti tung vào sân ở hiệp 2. Trong trận đấu ngày mai, họ sẽ quay trở lại đội hình xuất phát. Khi có sự góp mặt của bộ tứ kể trên, lối chơi của Real đã có nhiều phần khởi sắc hơn trong hiệp 1, góp phần không nhỏ vào chiến thắng. Từ đó, đội hình dự kiến được Carlo Ancelotti sử dụng sẽ bao gồm những cái tên sau. Thực tế rằng màn trình diễn của Andre Nunin cũng không quá tệ ở trận đấu với AC Milan. Hai bàn thua mà thủ thành này phải đối mặt gần như anh không thể làm gì tốt hơn. Một từ pha đánh đầu cận thành, còn một bàn từ cú sút quá xuất sắc của Luca Romero. Tuy nhiên, trận đấu với Manchester United ngày mai, Courtois sẽ trở lại trong khung gỗ. Bộ tứ phòng ngự bao gồm Eder Militao và Antonio Rudiger ở giữa. Hai bên cánh sẽ là sự trở lại của Carvajal và David Alaba. Những vấn đề đã hiện hiện ở cả khâu tấn công cũng như phòng ngự mà bộ đôi Lucas Vazquez và Ferland Mendy ở trận đấu với AC Milan khiến Ancelotti buộc phải có những sự thay đổi. Sự xuất hiện của Carvajal và Alaba giúp Real có nhiều hơn những phương án tấn công từ hai cánh, đặc biệt với các tình huống xuống biên để đưa bóng vào trong. Đồng thời, bộ đôi sẽ khắc phục tình trạng thiếu sự bọc lót ở khâu phòng ngự, điều đã diễn ra thường xuyên ở trận đấu trước. Khối kim cương ở hàng tiền vệ sẽ có đôi chút khác biệt khi lão tướng Luka Modric sẽ thế chỗ của Camavinga để kết hợp cùng Toni Kroos, Fede Valverde và tân binh trăm triệu Jude Bellingham. Trong trận đấu trước, khối cấu trúc 1-2-1 đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình ở khu trung tuyến. Trong khi Kroos giữ vai trò phân phối, điều tiết trận đấu ở vị trí thấp nhất, thì Valverde cùng Camavinga với sức trẻ của mình đã liên tục giữ sự nhịp nhàng trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Đương nhiên, cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất vẫn là đỉnh kim cương. Jude Bellingham, màn ra mắt của cầu thủ người Anh, đã nhận được nhiều những đánh giá tích cực. Cựu tiền vệ Dortmund cho thấy được tầm ảnh hưởng của mình với vai trò cầu nối giữa các tuyến trong công tác lên bóng của đội nhà. Phát biểu sau trận, Ancelotti nói Bellingham là một cầu thủ tuyệt vời, toàn diện, người mang lại cường độ cho trận đấu và anh cũng di chuyển không bóng rất tốt. Đồng thời, huấn luyện viên này cũng tin rằng số 10 là vị trí tốt nhất của Bellingham. Trên hàng công cũng có đôi chút thay đổi khi Vinicius Junior sẽ xuất phát ngay từ đầu thay thế cho Jose Lu hoặc Brahim Diaz. Phải nói màn trình diễn ở trận đấu với AC Milan của cả Jose Lu và Diaz rõ ràng chưa thể làm hài lòng các Madridista. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Ancelotti cho phép Diaz thi đấu tự do trên hàng công. Tiền đạo sinh năm 2000 cũng hoạt động khá năng nổ, tuy nhiên sự liên lạc cũng như kết nối với các đồng đội đang là khó khăn mà anh gặp phải. Thừa nhận rằng màn trình diễn chưa tốt của Jose Lu ở vai trò của tiền đạo cắm thuần túy đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi hai cánh của đội bóng đã không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn. Thử nghiệm kết hợp giữa Jose Lu và Brahim Diaz ở trận đấu trước đã đem đến hiệu quả và khả năng cao trong trận đấu ngày mai. Vini, Jose Lu sẽ là bộ đôi được lựa chọn với sự trợ giúp của số 7 mới mang tên Vinicius Junior. Tiền đạo người Brazil đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Trong trận đấu ngày mai, Vinicius sẽ mang đến sự đột phá hành lang cánh, điều mà Diaz đã không làm được ở trận đấu với AC Milan, hứa hẹn sẽ giúp mũi nhọn Jose Lu có nhiều hơn những cơ hội để thể hiện.
Phải nói màn trình diễn ở các trận đấu tiền mùa giải thực sự quan trọng với cá nhân Joselu. Việc anh chơi ra sao trực tiếp quyết định tới việc anh sẽ xuất hiện ít hay nhiều trong mùa giải tới. Về phía Manchester United, Fred vẫn sẽ vắng mặt ở trận đấu tới vì các vấn đề về cá nhân, trong khi chấn thương bắp đùi khiến Tyrone Malacia chưa thể quay lại. Tuy nhiên, Erik ten Hag cũng không quá lo lắng với sự thiếu vắng của hai trường hợp kể trên, khi trong tay ông thầy người Hà Lan vẫn còn nhiều sự lựa chọn chất lượng khác. Điểm tích cực là Quỷ Đỏ sẽ đón chào sự trở lại của Anthony Martial sau thời gian tiền đạo này vắng mặt bởi các vấn đề liên quan đến gân khuèo. Tuy nhiên, ten Hag sẽ không mạo hiểm và phương án đưa anh vào sân ở hiệp 2 sẽ giúp tiền đạo người Pháp lấy lại dần cảm giác với trái bóng. Amad Diallo gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu ngày mai. Chấn thương mà anh gặp phải ở trận đấu với Arsenal cũng đã khiến anh đã không thi đấu trận đấu với West Ham. Một đội hình toàn những băng non được ten Hag sử dụng trong trận đấu với West Ham sáng nay sẽ được thay thế hoàn toàn khi đối thủ ngày mai của họ là Real Madrid. Trong tay của ông thầy người Hà Lan lúc này không còn sự phục vụ của Matej Kova, khi thủ môn sinh năm 2000 đã không tham gia chuyến du đấu lần này cùng đội. Trận thua 1-3 trước West Ham ngày hôm qua khiến cho những sự thay thế Radek Vitek hay Nathan Bishop không được đánh giá cao. Vì vậy, nhiều khả năng ten Hag sẽ xuất phát ngay từ đầu với bản hợp đồng mới Andre Onana. Những gì mà Matej Kova đã thể hiện với kỹ năng chơi chân của mình rõ ràng đã khiến nhiều người hâm mộ đội bóng thích thú. Bởi thế họ rất chờ đợi những màn trình diễn đẳng cấp hơn đến từ Onana. Chấn điểm phía trên với cặp trung vệ số 1 Varane Martinez, cánh phải là sự xuất hiện của Dalot, cánh trái sẽ do Luke Shaw chấn giữ. Với sự có mặt của cả Dalot và Shaw, ten Hag không ngại ngần với ý định tấn công của mình. Bộ ba hàng tiền vệ bao gồm Casemiro, Bruno Fernandes và Mason Mount. Sự trở lại của Casemiro trong đội hình xuất phát sẽ có vai trò quyết định trong trận đấu lần này. Nhiệm vụ của tiền vệ người Brazil là kiểm tỏa tân binh trăm triệu Jude Bellingham bên phía đội bóng cũ. Ten Hag cũng tiếp tục sử dụng cặp đôi Mao Bruno sau màn thể hiện đầy tích cực của cả hai ở trận đấu với Arsenal. Cuộc chiến ở khu vực trung tuyến hứa hẹn sẽ là mấu chốt quan trọng định đoạt kết quả của trận đấu ngày mai. Sancho có lẽ sẽ tiếp tục được Erik ten Hag thử nghiệm với vị trí tiền đạo ảo. Hai cánh sẽ do Marcus Rashford và Anthony đảm nhiệm. Một bài test thực sự với hàng công của Manchester United khi đối mặt với họ ngày mai là những cái tên mà ta chẳng cần bàn nhiều tới đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, cuộc đấu này cũng rất đáng chờ đợi. Đúng là Rashford hay Anthony sẽ gặp phải những lão làng, nhưng ngược lại với sức trẻ, tốc độ của bộ đôi sẽ là những thách thức không nhỏ với hai cánh của Real trong trận đấu ngày mai. Dù cho trận đấu chỉ mang danh nghĩa là giao hữu, nhưng cả Real và Manchester United đều rất xem trọng ý nghĩa của trận đấu này trong việc chuẩn bị cho mùa giải tới. Sẽ vẫn có những thử nghiệm, nhưng với vị thế của Real cũng như Man United sẽ chẳng ai muốn thua cuộc cả đâu.